Nhật Bản, 4 người nhập viện do ngộ độc khí co tại nhà máy hóa chất. Một sự cố xảy ra tại nhà máy hóa chất của công ty Jupon Torey ở miền trung Nhật Bản ngày 31 tháng 10 khiến 4 người phải nhập viện do nghi ngộ độc khí carbon monoxide, co. Theo chính quyền địa phương, các cơ quan ứng phó với tình huống khẩn cấp đã được thông báo đến nhà máy của công ty Jupon Torey tại khu vực Tokai, tỉnh Aichi vào khoảng 13 giờ 55 phút. Tại thời điểm xảy ra sự cố, 4 nam giới ở độ tuổi từ 40 đến 60 tuổi đang vệ sinh thiết bị thoát khí bên ngoài nhà máy sản xuất tấm cách nhiệt. Trong đó, một người khoảng 50 tuổi bị hôn mê. Công ty Jupon Torey được thành lập năm 1964, có trụ sở chính tại thủ đô Tokyo.